Cô chú chị thân mến, rất vui được gặp lại tất cả các anh chị mình trong một video tiếp theo. Hiện nay thì em Dư đang có mặt tại dự án Phùng Thịnh 8 các anh chị. Con đường em đang đứng đây là con đường D2 các anh chị nhé. Đây thì có cái căn nhà đang là đổ móng bắt đầu ngày hôm nay xây dựng này các anh chị. Hôm nay em Dư ở đây chia sẻ với tất cả cô chú anh chị mình một ngôi nhà một trệt hai lầu tại khu vực này. Ngôi nhà có tổng diện tích là 60m² các anh chị. Diện tích đất 60m² và thổ cư 100%. Hiện tại đã hoàn công rồi các anh chị nhé. Và diện tích sử dụng diện tích sàn các anh chị nó là 162m², được xây dựng một trệt hai lầu. Công năng sử dụng là có 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, một sân để xe và một sân phơi, một phòng thờ, một phòng khách, một phòng bếp các anh chị. Ngôi nhà của chúng ta thì nó thuộc về hướng đông các anh chị nhé. Hướng đông rất là phù hợp với các anh chị ở Đông Tứ Trạch. Như các anh chị đang nhìn thấy rằng căn nhà này được xây dựng theo kiến trúc rất là hiện đại các anh chị ha. Ban công thì nó có 2 ban công 2 lầu, khá là rộng rãi cho các anh chị mình có thể hóng mát ở đây vào buổi chiều tối. Ở trong khu dân cư Phú Hùng Thịnh 8 này thì được quy hoạch rất là đồng bộ các anh chị. Nằm ở mặt tiền đường DT743. Và các anh chị rất là dễ dàng khi mà di chuyển về các khu công nghiệp cũng như là di chuyển về các trung tâm giải trí vui chơi ở khu vực này. Hiện nay thì chủ đang gửi em căn nhà này với mức giá là 3.650.000 nha các anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có quan tâm đến cái ngôi nhà này một trệt hai lầu tại dự án Phú Hùng Thịnh 8 này thì hãy liên hệ với em Dư nhé. Thông tin liên hệ của em Dư thì có số điện thoại em để dưới phần mô tả. Cảm ơn tất cả các anh chị đã coi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video em chia sẻ về nhà và đất tại thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Em Dư, chuyên nhà đất Dĩ An, Bình Dương.